Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đường thẳng hóa cong dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ, Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc. Công an Hậu Giang lên tiếng việc cảnh sát giao thông vừa lái ô tô vừa nghe điện thoại. Những người ngồi trong phòng lạnh thực thi chính sách có áy náy. Xăng dầu giảm nhỏ giọt, doanh nghiệp vận tải nói chẳng bõ bẻ gì. Trên đây là phần điểm tin nóng nhất, ngay sau đây là thông tin chi tiết. Đường thẳng hóa cong dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ, Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc. Kính thưa quý vị, con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ công chức và 8 cán bộ công chức Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000 m². Thanh tra tỉnh Trà Vinh kết luận Sở Giao thông Vận tải có lợi ích nhóm khi nắn đường đi vào đất 20 cán bộ và kiến nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, nhưng rồi bị ngâm suốt 13 năm qua. Trong khi các hộ bị giải tỏa chưa được tái định cư, đó là dự án đường số 1 dài 2,2 km được phê duyệt và khởi công năm 2006. Giai đoạn 1, dự án có vốn đầu tư gần 142 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Dự án thu hồi 28,3 hectare đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức. Sau đó, dự án được điều chỉnh, mở rộng và bổ sung dự toán thêm gần 14,8 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên gần 160 tỷ đồng. Có lợi ích nhóm. Sau khi tổ chức đấu thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hồng Lực và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành là hai đơn vị liên danh trúng thầu thi công dự án. Tuy nhiên, đến năm 2009, khi dự án chưa làm xong nền đường thì phát sinh phản ánh, tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo thanh tra vào cuộc. Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nói trên, điển hình như chiều dài dự án tăng so với quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Con đường đi cũng bị nắn cong đi vào đất một số hộ không nằm trong diện bị quy hoạch, thu hồi làm dự án. Đáng chú ý, con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức tỉnh Trà Vinh và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000 m². Ngoài ra, giám đốc hai công ty liên danh thi công dự án cũng sở hữu, đón lõng hơn 40.000 m² đất nằm trong dự án. Thanh tra cũng xác định dự án có dấu hiệu thông đồng, gian xếp giữa tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, chủ đầu tư và các nhà thầu với mục đích tư lợi cá nhân, có dấu hiệu cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh kết luận những cán bộ này có dấu hiệu tư lợi cá nhân khi cố tình thực hiện dự án với vị trí, quy mô sai chủ trương và quy hoạch. Một số cán bộ đã cố tình làm thay đổi vị trí, quy mô dự án với mục đích nắn con đường vào khu đất của mình để được hưởng bồi thường. Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh đã tự ý điều chỉnh giá dự thầu, chấp nhận cho nhà thầu không đủ năng lực, tư cách trúng thầu. Thanh tra đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ. 13 năm dự án bế tắc. Sau kết luận thanh tra, dự án bị đình trệ nhiều năm liền. Đến năm 2015, dự án mới được tái khởi động giai đoạn 2. Lúc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn ngân sách nên chuyển hình thức đầu tư thành PPP, hợp đồng BT. Tỉnh giao doanh nghiệp tư nhân Bình An bỏ vốn đầu tư thực hiện dự án giai đoạn 2, đổi lại doanh nghiệp này được giao 34.420 m² đất hai bên đường số 1 để thu hồi vốn. Cuối năm 2018, con đường hoàn thành nhưng do hợp đồng BT không đúng quy định nên Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh không giao được đất như hợp đồng đã ký cho doanh nghiệp tư nhân Bình An. Từ đó cho đến nay, dự án này vẫn chưa được nghiệm thu, rơi vào bế tắc, doanh nghiệp khiếu kiện khắp nơi. Tất cả các hộ dân bị thu hồi đất vẫn chưa được bố trí tái định cư theo quy định. Đa số họ giờ đã ly tán. Bà Sơn Thị A, một hộ bị ảnh hưởng bởi dự án tại phường 9, thành phố Trà Vinh, bức xúc cho biết bà có gần 1.400 m² đất bị thu hồi, chỉ còn lại 100 m² xây nhà ở tạm. Đã hơn 13 năm nhưng chính quyền vẫn không bố trí tái định cư cho tôi. Tôi đã rất nhiều lần đi hỏi nhưng họ chỉ qua chỉ lại, đổ trách nhiệm cho nhau. Giờ tôi quá chán nản rồi, bà A cho hay. Ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã có yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án tuyến đường số 1, Thanh tra tỉnh đã cung cấp được hơn một tháng nay. Lúc đó, Thanh tra có đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, nhưng chưa được chuyển.
riêng xử lý cán bộ do kết luận đã rất lâu và lúc đó tôi chưa về thanh tra nên không rõ lắm. Nhưng theo tôi biết đã có hình thức xử lý rồi. Về thông tin xử lý cán bộ phải xin ý kiến chủ tịch tỉnh mới được, ông Ba nói khi được đặt câu hỏi. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho rằng dự án đường số 1 đã rất lâu, Trà Vinh cũng rất trăn trở, muốn xử lý dứt điểm cho xong chuyện và không muốn kéo dài thêm nữa. Sau khi có kết luận thanh tra, tỉnh đã điều chỉnh quy mô dự án lại nhỏ hơn, nhưng do vướng nghị định nên hiện giờ vẫn chưa thanh toán hợp đồng BT cho doanh nghiệp được, người dân cũng chưa được bố trí tái định cư. Tỉnh cũng chỉ mới tạm ứng một phần kinh phí giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ liên quan hỗ trợ Trà Vinh giải quyết vấn đề bế tắc hơn 13 năm nay. Tôi cũng đã giao một phó chủ tịch làm tổ trưởng, vừa có báo cáo trung ương phương án giải quyết mấy ngày nay rồi và chưa có kết quả. Còn yêu cầu của Cục Phòng chống tham nhũng, tôi cũng đã giao thanh tra cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án, hiện vẫn chưa có phản hồi từ thanh tra chính phủ. Ông Hẳn khẳng định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh hứa sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí khi có kết quả xử lý dự án đường số 1. Công an Hậu Giang lên tiếng việc cảnh sát giao thông vừa lái ô tô vừa nghe điện thoại. Kính thưa quý vị, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin việc đoạn clip ghi lại cảnh hai cán bộ cảnh sát giao thông đi trên ô tô, trong đó có người vừa lái xe vừa nghe điện thoại và có lời nói không đúng mực. Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát giao thông, được cho là ở tỉnh Hậu Giang, di chuyển trên ô tô. Trong đó có người ngồi trong ô tô mặc sắc phục cảnh sát giao thông, không thắt dây an toàn, vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại di động. Đặc biệt, người này còn nói chuyện có lời không đúng chuẩn mực. Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video clip nói trên. Kết quả xác minh ban đầu, xác định hai cán bộ cảnh sát giao thông trong đoạn clip thuộc đội cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Hai cán bộ cảnh sát giao thông này được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 vào ngày 25 tháng 6. Hình ảnh trong đoạn clip được ghi nhận khi hai cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý do lái xe không có giấy phép. Công an tỉnh đã yêu cầu hai cán bộ cảnh sát giao thông tường trình vụ việc và sẽ xử lý theo mức độ sai phạm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích phát tán đoạn video clip nói trên. Ngoài ra, khuyến cáo mọi người không phát tán bình luận trái với quy định của pháp luật, Công an Hậu Giang cho biết. Những người ngồi trong phòng lạnh thực thi chính sách có ai nấy? Kính thưa quý vị, ở Hà Tĩnh vẫn chưa có bất cứ trường hợp nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Gói hỗ trợ lãi suất 2%, đến giờ hầu như chưa doanh nghiệp nào được nhận. Trong khi 40.000 giấy khen nhân viên y tế có, nhưng tiền thì lên TV mà nhận. Lao động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thái, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, mùng 2 tháng 7, Hà Tĩnh chưa có bất cứ trường hợp nào được chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng. Vị trưởng phòng nói, ở Kỳ Anh chẳng hạn, đến giờ mới đang ở giai đoạn thẩm định hồ sơ. Rà soát sơ bộ, Hà Tĩnh có khoảng 3.000 người lao động thuê nhà, thuê trọ sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 5-6 tỷ đồng. Nhưng mà đấy, đến giờ vẫn là con số 0, vẫn là lên TV mà nhận. Báo Thanh Niên kể lại câu chuyện của ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Công ty Cơ khí Duy Khanh, kiêm Chủ tịch Hội Cơ khí Điện TP.HCM. Biết chương trình hỗ trợ cấp bù lãi suất 2% nhưng chưa biết có được phần trăm nào không thì hầu hết tất cả ngân hàng có quan hệ đều thông báo đã tăng lãi suất cho vay. Ví dụ các khoản vay trước đây còn lãi suất 7% một năm thì giờ đã 8% một năm. Chẳng hạn có được giảm cũng chỉ vài triệu đồng mỗi tháng nhưng lại bị giảm số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào quá lâu khiến chi phí tài chính đội cao gấp nhiều lần. Câu chuyện đến giờ vẫn là muốn nhận thì lên TV. Trên chính TV, cụ thể là vtv.vn ngày 8 tháng 5 có đoạn như sau. Trả lời câu hỏi về việc tuy chính sách hỗ trợ rất tốt đẹp nhưng có ý kiến nêu lên TV mà nhận. Ông Lê Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ một ý. Chính sách dành cho đối tượng lao động tự do được giao cho địa phương căn cứ vào khả năng cân đối và đặc thù của từng địa phương để ban hành. Tuy nhiên, thực tế là một số địa phương ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc nguồn kinh phí hạn chế do dùng vào phòng chống dịch hoặc nguồn kinh phí dự trữ hết nên không ban hành chính sách hỗ trợ lao động tự do, nên một số lao động không nhận được. Một câu trả lời không yes hay no, không khẳng định hay phủ định, nhưng gián tiếp xác nhận có những chính sách đúng là, như thành ngữ dân gian thời A Còng, lên TV mà nhận.
Có một chi tiết rất đáng chú ý là khi quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực ngay trong ngày ban hành, điều đó cho thấy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất muốn sự hỗ trợ kịp thời đến ngay được tới người lao động đang phải tính từng đồng thuê nhà. Và giờ đã sang tháng 7, không biết những người ngồi phòng máy lạnh thực thi chính sách có ai nấy. Xăng dầu giảm nhỏ giọt, doanh nghiệp vận tải nói chẳng bõ bèn gì. Lãnh đạo doanh nghiệp vận tải nói xăng dầu lúc tăng thì vài nghìn đồng một lít, nhưng giảm chỉ vài trăm đồng, khó tránh thua lỗ nếu không nhanh chóng giảm thuế. Ngày 1 tháng 7, sau 7 lần tăng liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng, RON 95 giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng. Với việc điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92 hiện là 30.890 đồng, xăng RON 95 về mức 32.760 đồng, dầu còn 29.610 đồng một lít. Chia sẻ với VTC News, ông Đỗ Quốc Huy, phụ trách kinh doanh công ty cổ phần vận tải TB cho biết, mức giảm trên không thấm tháp gì sau nhiều lần xăng dầu tăng phi mã. Hầu hết doanh nghiệp vận tải vẫn đau đầu với bài toán kinh doanh và cầm chắc thua lỗ nếu nhà điều hành không có giải pháp căn cơ để hạ nhiệt giá mặt hàng chiến lược này. Xăng giảm từ 110 tới 410 đồng, dầu diesel giảm 400 đồng một lít, không bõ bẻ gì, doanh nghiệp vận tải vẫn rất khó khăn, ông Huy nói. Vẫn theo ông Huy, ngoài giá xăng dầu leo cao, doanh nghiệp của ông còn đối mặt nhiều khó khăn khác. Đơn cử như vấn đề giá cước, nhiều khách hàng nghe giảm giá xăng đã chất vấn nhà xe, vì sao xăng dầu giảm mà giá cước chưa giảm. Thực tế với giá cước hiện nay, doanh nghiệp phải co kéo hết cách mới đủ hòa vốn, đừng nói đến có lãi. Tương tự, ông Đỗ Văn Bằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Phát cũng lo lắng không kém khi giá xăng dầu vẫn ở mức cao. Ông Bằng thông tin, hiện nay lượng xe nằm bãi của Minh Thành Phát nhiều hơn xe chạy. Tới đây, nếu giá xăng dầu vẫn giữ mức cao như hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục phải cắt giảm, dồn chuyến, tuyến hoặc phải tạm dừng hoạt động. Xăng dầu giảm vậy thì biết vậy, chứ đau đầu lắm rồi. Tôi nghe nói tới đây giá xăng dầu còn tăng nữa. Tình hình này không biết kinh doanh thế nào, ông Bằng nói. Cùng chung nỗi lo, ông Quang Học, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Học, chia sẻ. Trong hoạt động của doanh nghiệp vận tải, xăng dầu chiếm từ 35-40% cơ cấu giá cước. Việc giảm giá chỉ 400 đồng với dầu diesel chẳng giúp ích cho doanh nghiệp được bao nhiêu. Xăng dầu giảm thế ăn thua gì? Để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ngành vận tải, toàn ngành phải có các biện pháp khác, chẳng hạn như giảm thuế. Thực ra lúc này kinh doanh muốn có lãi, lời thì khó. Chỉ cần ổn định doanh nghiệp, giữ được người, phương tiện, trả được lãi suất ngân hàng đã may mắn lắm rồi, ông Học nói. Trước đó, ông Nguyễn Đàm Văn, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Lữ hành Văn Minh cho hay, giá xăng dầu tăng cao đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó cạnh tranh và dẫn đến một trạng thái khủng hoảng mới sau khủng hoảng vì dịch COVID-19. Ông Văn nói, dịch COVID-19 bùng nổ kéo dài hơn 2 năm khiến doanh nghiệp rơi vào thua lỗ nặng nề. Từ khi khống chế được dịch, xe bắt đầu có khách thì giá xăng dầu tăng chóng mặt, chi phí đầu vào bị đội lên, trong khi giá vé vẫn thế. Nhà xe đã lỗ, càng tiếp tục lỗ nặng hơn.